đi lên lầu mà. Mang áo trang nó thở không nổi. Mạnh quá nha. Cái này cái thứ tư không được. Chị bé chứ nó đã tới chưa? Người đi chung đã tới chưa? Đâu nó kìa bên cạnh mình đó. Ủa nó à?
Nhưng mạnh quá, mạnh quá luôn. Ba cá, bốn hả Ly? Đoàn cơ thứ bốn. Mình đã im lặng con ngõ. Nè, không có tết rồi. Cô Lê này đi 700 mấy ca luôn cô Lê. Gì thế à? Tết thì chắc gì? Nhờ à? Tết này chị chưa đáp không? Cô Lê anh biết chị tết này chưa đáp à? Hôm bữa chị nói. Mình dịch không biết rồi anh nói. Chú đáp là miền Tây hả? Ừ, chú đáp là... Chỗ mà... Tại Nông Dơ đúng không? Không. Châu Đốc là Cần Thơ đó. Châu Đốc khác Cần Thơ khác chị. Tới Cần Thơ đi thêm khoảng 2 tiếng nữa, 2 tiếng, 2 tiếng là ở Châu Đốc. Châu Đốc nằm tỉnh Đông Dương đó, Châu Đốc nằm tỉnh Đông Dương đó. Ủa Châu Đốc mình tỉnh Đông Gia hả? Ừ. Nếu mình nằm tỉnh Đông Gia hả đi Cần Thơ mà, Cần Thơ có sân bay đó. Thì đó cũng quay sao mà hỏi. Quay. Không nghe cái ly chị không nghe nè. À hừ. Nó bị quay cái mình hết rồi. Hơn mấy hồi nãy buồn ngủ rồi. Không buồn ngủ mình chỉ nằm xong cái gì dậy mất 2 phút dậy xíu dậy xíu dậy cũng mệt kìa. Mình xin lỗi anh ơi. Gì 39 40 gì đó đi. Ủa mấy con sò có ly rút luôn hả? Xuống này đông đau quá à. Chưa không có rồi nhắn tin á.
chị bé ơi. Chắc nửa tiếng nữa.